Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với cây xanh nhà phố của Bút Mực. Hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn cách để nhận biết cây dâu tây, bắt đầu chuẩn bị cho hoa để chúng ta có cái kế hoạch là chăm sóc và bón phân cho làm sao cho nó phù hợp nhất để cây nó phát triển tốt trong quá trình ra quả cũng như phòng trừ sâu bệnh. Nên đây là những cây dâu tây mình mới trồng. Các bạn thấy nó cũng đã bén rễ. Cái cây này nó lên thì cứ đủ lá và cái thời tiết nó phù hợp là nó ra hoa, chứ nó không theo ngày các bạn. Cây gốc nó to mà nó cứ lên lá bẹ là theo thời tiết, là nó rét như thế này là nó ra hoa rất nhanh. Nhiều khi chúng ta chỉ trồng chỉ khoảng độ 20 ngày là nó đã có hoa rồi. Thế thì làm cách nào để nhận biết cách nó có hoa? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà nhận biết nó có hoa một cách đơn giản và dễ nhất. Đây là cái luống của mình, nó cũng đang lên. Vừa rồi mình đã tỉa lá và mình phun thuốc muỗi loại 50EC. Mình mua thì mình clip trước mình đã chia sẻ với các bạn. Hôm nay mình kiểm tra thì hoàn toàn nó đã sạch dẹp sáp, muỗi cũng như các loại côn trùng, mình thấy là hoàn toàn đã sạch rồi. Thế thì trong quá trình mình kiểm tra thấy nó có hoa thì mình sẽ không bón cái phân này nữa mà mình phải chuyển sang những thuốc sinh học nếu có địch hại. Với này những cây rất tốt nhưng mà cũng chưa có hoa. Mình xuống dần dưới này mình xem. Đây là ở bên trên mình mới những cái cây mình mới trồng. Các bạn thấy là mình trồng ở cái giàn ở trên tầng 5. Nó cũng khá tốt các bạn. Đây, cái lá đơn như thế này các bạn. Khi cây của các bạn nó có một cái lá đơn như thế này, mình gọi là lá bẹ, thì đó là sau cái lá đó là bắt đầu nó ra hoa. Cái lá bẹ như vậy thì nó sẽ ra hoa sau cái lá đó. Đây, một cái cây cụ thể nhất, các bạn thấy là nó lên một cái lá độc lập. Một cái lá độc lập này thì dưới lá đó là hoa. Đây đây các bạn thấy những cái hoa của nó. Sau cái lá đó thì bắt đầu nó lên cái hoa. Thì các bạn thấy nó có một cái lá đơn như vậy. Vì lá kia của mình nó đang là lá xẹp ba. Ba cái lá là lá ấy, nhưng bây giờ nó lên thêm một cái lá bẹ như vậy. Sau cái lá bẹ đó thì bắt đầu là nó ra hoa. Thì mình bón thúc đây cũng như cây này. Đấy, sau cái lá bẹ này thì nó sẽ bắt đầu có hoa. Nhiều bác cứ hỏi là cái ngó của mình nó ra cái ngó đấy, đấy là ngó hay là vòi hoa. Thưa với các bạn là cái ngó nó ra thì nó dẻo nó bên dưới. Nếu như phải có cái lá đơn như thế này ở cái cây dâu này thì nó mới bắt đầu là ra hoa. Sau cái lá đơn này thì dưới đến đó là hoa nó sẽ lên và cây nó bắt đầu tách ngọn, tức là tách vế hoa và tách cái mầm nó ra, bắt đầu nó lên, nó phát triển rất mạnh, nó sẽ to rất nhanh. Đây các bạn xem cái cây này ở xô của mình như này, cây rất to rồi. Đây cây to như này nhưng mà đây cái lá đơn đấy, các bạn thấy một cái lá đơn, sau cái lá đơn đó là nó sẽ lên hoa. Còn cây bên này thì chưa. Đây các bạn thấy này, sau cái lá đơn như vậy, sau cái lá đơn này thì cái vòi hoa của nó sẽ lên theo. Vì vậy các bạn bón bây giờ cái tỷ lệ thì các bạn tăng cái tỷ lệ kali lên, hoặc là các bạn bón phân hữu cơ là tốt nhất. Còn nếu các bạn tăng cái tỷ lệ kali và cái kali lên thì cái cây nó đậu quả và quả nó mọc, nó đỏ, nó đẹp, nó ngọt. Đấy, cây này rất to, rất tốt nhưng mà chưa rất nhiều lá, nhưng mà chưa có hoa các bạn. Đấy, không phải là cứ to là nó có hoa đâu. Đấy, nó cứ đủ cái điều kiện tự nhiên, điều kiện ánh sáng. Đây cái cây đơn như thế này. Đấy, cái cây lá nó ra một cái lá thế này các bạn. Một cái tàu của nó chỉ ra một cái bẹ lá, một cái lá đấy thôi. Thì sau cái lá đó thì sẽ là cái hoa. Đấy, cái lá như thế này. Sau cái lá đơn này thì là cái vòi hoa nó sẽ lên. Đây như cái xô này là mình mới trồng cách đây được chưa được một tháng các bạn. Đấy, nó có lá đơn thế này thì nó bắt đầu ra hoa. Đây là cái hoa của nó các bạn. Cái hoa đầu này thì có thể các bạn ngắt đi cũng được, để ăn được. Với những cây mập thế này thì mình để ăn được, ngắt đi cũng được. Đó là cái hoa. Đấy, sau cái lá đơn thì cái hoa này nó sẽ xuống lên. Nó sẽ tung ra. Hoa rất là to. Cây rất là mập. Các bạn thấy là này. Đấy, cứ những cái lá đơn mà nó ra như vậy thì sau lá đơn đó thì cái cây của các bạn chắc chắn là đã chuẩn bị có hoa rồi. Thì sau tàu lá đơn đấy thôi là nó sẽ vươn hoa lên.
trà nhưng mà cũng chưa có các bạn. Đây, những cái chậu tốt thế này mình kiểm tra xem. Những cái chậu này thì nó quá tốt rồi. Cái tỷ lệ bón thì các bạn nên bón cái phân hữu cơ để nó tự nó thẩm thấu thôi. Còn nếu nó ra hoa thì các bạn có thể tăng thêm cái hàm lượng kali lên. Còn nếu nó đã có hoa này rồi thì các bạn không nên phun cái thuốc muỗi nữa, vì các bạn phun cái thuốc muỗi là nó ngấm và nó tồn tại khá là lâu. Đây, như cái này là đang chuẩn bị có hoa rồi, thì sau cái lá này thì cái vòi hoa nó sẽ sùi lên đấy, các bạn đã trông thấy hoa rồi, thì khoảng độ 10 ngày nữa là hoa nó đã bung lở rồi. Các bạn thấy của mình vườn nó cũng khá là tốt. Đấy, cái lá đơn như vậy, nếu có lá đơn như vậy là bắt đầu có hoa. Thì các bạn, nhiều bạn cứ lầm tưởng cái vòi nó ra là nó có hoa, vì cái hoa nó ra là nó ra luôn, trông chúng ta trông thấy cái chúc hoa luôn, chứ nó không phải nên như cái ngó nữa. Với những cây này mà các bạn cứ trông thấy là nó có một cái lá như vậy là nó lên hoa. Nó như cái bẹ chuối của chúng ta, nó lên một cái lá cờ được, thì sau cái lá đó thì nó ôm cái lá đó là nó ôm cái bẹ hoa, nó đẩy chúng ta là đẩy cái hoa lên. Đấy, các bạn thấy những cái lá đơn thế này, không cấy cứ gì cây to hay cây nhỏ, các bạn thấy cây này lá nó rất bé, cây nó rất bé, nhưng trong chậu của mình ở văng tầng 4 thì nó rất bé nhưng mà nó vẫn có hoa. Đây, cái cây này cũng thế, cây này thì các bạn thấy là nó lên vừa sau cái lá đó thì cái lá đó là nó ôm vòng quanh cái bẹ hoa để nó tách riêng cái cây. Nó chia cái cây. Với những gốc như thế này thì nó hơi khô các bạn. Các bạn có thể cho thêm cái chấu và cái mườn sơ rửa nghiền, các bạn rắc lên để nó đảm bảo giữa. Đây, các bạn thấy cái cây này chúng ta nhìn khá rõ. Cây nó cũng bé, không to, mới trồng nhưng mà nó cũng đã bắt đầu có hoa. Sau cái lá đó các bạn, sau cái lá đó thì các bạn tăng cường cái tỷ lệ kali lên, nó vừa chống rét cũng như cái lượng lân, còn cái lượng đạm thì các bạn giảm đi. Thì nếu các bạn bón phân hóa học, còn các bạn bón bằng phân hữu cơ thì các bạn có thể bón bình thường. Nếu tỷ lệ đạm nhiều thì các bạn cho đạm nhiều thì nó phát triển nhanh cái lá, thì dễ dẫn đến cái đầu lá của chúng ta nó bị khô. Nó đẩy lên nhiều, cái lá non nó đẩy lên nhiều mà gặp cái thời tiết nó hanh khô thế này, độ ẩm nó rất thấp, độ ẩm những hộp như thế này mình đo trong cái vườn của mình, cái vườn lan của mình nó chỉ được khoảng độ 16-20%, nên là những cái đầu lá các bạn bón nhiều đạm thì nó dễ dẫn đến là nó bị khô cái lá non nó lên ấy. Còn những cái ngó mà cây nó quá thấp thì các bạn gắp nó đi. Đấy, các bạn thấy đây nó bắt đầu ra hoa, chúng ta đã trông thấy hoa rồi, cứ sau cái lá đó là có hoa. Các bạn dưỡng ẩm tốt và các bạn tăng cái tỷ lệ kali lên thì các bạn nó sẽ cho cái hoa của chúng ta. Thì các bạn nhìn nó khá xanh tốt ở ngoài văng hiên tầng 4 của mình. Những cái chậu này nó lên cực kỳ là đẹp. Đây là tầng 3 các bạn, những cái chậu ở tầng 3. Các bạn thấy nó có tốt không? Nó rất tốt. Thì các bạn, nhiều bạn hỏi là mình bón cái phân gì, nhưng thực tế là nhiều người ấy, nhưng mình báo cáo với các bạn ở đây là mình chủ yếu là cái bùn ải. Bùn ải mình trộn với cái sơ dừa các bạn. Bùn ải trộn với sơ dừa. Và thỉnh thoảng mình cho một ít cái phân gà nó phơi khô, nó không bùn phơi khô đi, hoặc là trộn một ít phân hữu cơ. Còn lại cái NPK thì mình bón cũng rất ít các bạn, vì cái tỷ lệ NPK là các bạn bón là ít thôi, bón nhiều là nó sẽ chết, nó héo, nó rũ và nó chết. Cái này cơ bản là các bạn dưỡng ẩm và các bạn bón cái hữu cơ. Cái này nó không thích hợp với lại những cái phân bón như phân bón sông danh. Nếu mà các bạn bón trong phân bón sông danh vào thì chắc chắn là nó sẽ chết, vì là cái đất trồng sông danh các bạn bón vào nó rất sót, mình bón mấy lần nó đều bị chết cả. Như
vậy là nhờ ở cái tầm này mà các bạn có cái phân mà nó tan chậm, dạng hóa học tan chậm 15-15 hoặc là tỷ lệ kali nó cao hơn mà nó tan chậm thì chúng ta có thể bón một lần cho cả một cái vườn của ta trong một cái vụ này, nó sẽ tốt vì cái tỷ lệ đó nó ít sót. Nếu như cái phân tan chậm của chúng ta thì nó rất đắt, thì các bạn có thể dùng cái phân hữu cơ để hoai mục các bạn bón lên cho nó đủ ẩm, và các bạn hàng ngày các bạn tưới thêm một cái tỷ lệ kali nó nhất định ít để vừa dưỡng hoa dưỡng cây và chống chịu với lại cái điều kiện của chúng ta cho cây nó kháng thể nó tốt. Đây là xuống cái tầng một ở Văn Yên, tầng một cái những cây này mình mới trồng các bạn. Mới trồng ở clip trước mình chia sẻ các bạn là trồng thấy nó lên cũng cứ tương đối là nó bén rễ rất nhanh. Các bạn thấy trong vòng chưa đến 20 ngày nhưng mà nó bén rễ cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, những cái chậu này nó ra đã kín rồi. Chậu này chỉ độ nửa tháng nữa, khoảng độ 15-20 ngày nữa là nó sẽ cho hoa. Các bạn thấy là đây ở dưới là mình bón một ít phân hữu cơ, phân gà khô. Với những cái bón như thế này thì cả một vụ các bạn chỉ phải bón một lần thế này thôi, xong là nó sẽ tự nó lên, nó mình dưỡng ẩm và cho thêm cái tí kali thôi, chứ mình cũng không bón thêm cái phân gì cả. Đặc biệt là tưới với phun là mình cũng không phun cái phân bón qua lá, cho nên cây của mình nó phát triển tương đối là cứng cây, nó xanh. Nhiều bạn hỏi là bón cái phân gì, các bạn trông thì các bạn thấy đây là những cây mình trồng ở dưới Văn Yên tầng 1 đây các bạn. Hôm nọ mình chia sẻ với các bạn, mình kiểm tra thì cũng chưa thấy có hoa. Mặc dù là nếu như thế này thì những cái cây này nó nhanh ra hoa lắm, các bạn cứ rét thêm một tí nữa, khoảng độ 10 ngày, 15 ngày nữa là những cây này nó sẽ cho hoa hết. Chứ không cứ gì nó đủ quyết tuổi nó mới cho hoa. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã ghé xem video. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và chia sẻ. Chúc các bạn có những vườn dâu tây quả ngon, mọng, những cây xanh cho ngôi nhà đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.